Xin chào, đây là từ Backrooms Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về level 7, Thalassophobia. Level 7, Survival Difficulty, Class 4, Unsafe, Unsecure, Medium Entity Count. Level 7 là level thứ 8 của The Backrooms. Đây là level đã gây ra một trở ngại đáng kể cho việc khám phá level 8 và những level xa hơn. Có rất ít người đã thực sự khám phá level 7, nhưng những gì hiện được biết về level dường như bao gồm hai khu vực, đó chính là sảnh và khu vực chính, là một vùng nước rộng lớn có quy mô và thể tích tương đương với một đại dương. Ngoài ánh sáng từ đèn trần trong sảnh, level 7 không có bất kỳ nguồn sáng cố định nào. Mặc dù vậy, có vẻ như có một luồng ánh sáng mờ chung cho toàn thể level. Những tiếng la hét xuất hiện trong level 6 sẽ không có ở trong level này, cũng như tiếng vo ve của các level trước đó. Nước chiếm phần lớn ở level 7 là nước cất, chứ không phải là nước mặn hoặc nước ngọt thông thường. Nước này được báo cáo là cực kỳ lạnh, với một số nguồn so sánh nhiệt độ của nó với nhiệt độ của nitơ lỏng, và không khuyến khích tiếp xúc trong một thời gian dài. Sảnh dường như là điểm duy nhất để vào level 7, nằm ngay dưới chân cầu thang từ level 6. Level này là một trong số ít các level trong 9 level đầu tiên được trang bị đầy đủ. Có tủ sách, có một cái kệ chứa vài cuốn sách không rõ nguồn gốc, một cái bàn cà phê nhỏ và một chiếc ghế đơn với một chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà. Sàn trải thảm được bao phủ bởi một vũng nước nông tầm khoảng 5cm. Lối vào duy nhất để vào được khu vực chính là một cánh cửa duy nhất nằm đối diện với căn phòng từ cầu thang. Một chi tiết quan trọng cần lưu ý là sảnh và khu vực chính của level 7 có tâm trọng lực hoàn toàn khác nhau. Khi cánh cửa sảnh nói trên mở ra, ta sẽ thấy khu vực chính từ góc nhìn từ trên xuống từ phía trần nhà. Căn phòng dường như được xoay theo chiều ngang, nhưng trọng lực vẫn có tác dụng giữ chân một người trên sàn nhà trong sảnh, tức là chúng ta đang bị lộn ngược. Khi bước ra khỏi cánh cửa từ sảnh, trọng lực của khu vực chính ngay lập tức phát huy tác dụng và kéo bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ ai trong phạm vi xuống mặt nước. Lực hấp dẫn này mạnh hơn đáng kể so với lực hấp dẫn bình thường của trái đất, khiến việc nổi lên trong nước trở nên khó khăn hơn. Khu vực chính của level 7 bao gồm một đại dương khổng lồ dường như trải dài vô tận về mọi hướng. Một số hòn đảo bao gồm các mỏm đá không xác định đã được phát hiện trên bề mặt nước cách xa cánh cửa ở sảnh khoảng 2km về phía bắc, mặc dù hầu hết không có người nào sinh sống ở đó do bản chất của chúng. Đại dương ở level 7 hầu như chưa được khám phá, nhưng dường như là không có gì trong khoảng 1,2 km đầu tiên, và khu vực đó được gọi là vùng ban ngày. Như cái tên, vùng ban ngày là phần được chiếu sáng nhiều nhất của đại dương level 7, dù hơi mờ một chút so với bề mặt. Mức độ ánh sáng sẽ giảm dần ở nửa dưới của vùng ban ngày và thấp hơn đáng kể ở khoảng 1,2 đến 2 km ở dưới bề mặt nước. Và khu vực đó được gọi là vùng trạng vạng. Vùng trạng vạng của đại dương level 7 chứa những mảnh xương rời rạc và những mảnh kim loại rỉ sét và dấu hiệu của những bộ xương người. Những bộ xương này thường có hình dạng giống người nhưng với một số khác biệt nho nhỏ, chẳng hạn như bộ hàm lớn hơn chứa những chiếc răng dài, sắc nhọn và không có hốc mắt. Một số bộ xương của những con cá lớn chưa được khai phá cũng đã được phát hiện. Một số con còn dài tới 20m hoặc thậm chí là dài hơn. Áp lực nước ở khu vực trạng vạng được cho là khá mạnh ở thời điểm này, nhưng dường như không có khu vực nào ở đại dương level 7 là có áp lực đủ lớn để có thể nghiền nát một bộ xương người. Tuy nhiên, các tác động về việc phơi nhiễm lâu dài vẫn chưa được kiểm chứng, và do đó, những nhà thám hiểm sẵn sàng đi sâu hơn và xa hơn được khuyên là nên rời đi càng nhanh càng tốt. Tiếp theo là khu vực từ 2km đến 6,8km dưới bề mặt, được gọi là vùng nửa đêm, hoàn toàn tối. Nhiều bộ xương hơn đã được tìm thấy trong khu vực này của đại dương, gần như là hoàn toàn bao gồm các bộ xương hình người được đề cập ở trên. Đã có báo cáo về những bộ xương giống những con cá cực lớn ở vùng nửa đêm. Nhưng cấu trúc bộ xương của những sinh vật này đã được các nhân chứng mô tả là cực kỳ khó hiểu. Bất kỳ độ sâu nào ở dưới 7km tính từ bề mặt nước, những khu vực đó được gọi là The Abyss hay vực thẳm, đều được coi là những khu vực quá nguy hiểm để có thể khám phá. Với những chuyến thăm dò dài nhất được ghi nhận tới The Abyss kéo dài khoảng 1 phút 45 giây, The Abyss được cho là nơi tập trung của những đống hắc ín và những tảng đá lớn, với bọt khí liên tục phát ra từ một nguồn không xác định ở phía bên dưới. Khu vực này được báo cáo là có một số lượng lớn với các bộ xương hình người nói ở trên. Hầu hết chúng đã bị xói mòn do áp lực nước quá lớn. Người ta còn biết rất ít thông tin về độ sâu của nước, ngoài tin đồn về một lối vào hang động ở một trong những cái hang ở dưới nước được cho là sẽ dẫn đến level 8. Về mặt thực thể, level 7 tồn tại duy nhất một thực thể, đơn độc trong vùng nước đóng băng lạnh lẽo, The Things on level 7, dường như đã giết chết bất kỳ sự sống nào khác trong đại dương. Sinh vật này là khía cạnh nguy hiểm nhất khi khám phá level 7, bởi vì tốc độ bơi đáng kinh ngạc, kỹ năng phát hiện và sức mạnh thể chất khiến cho nó có khả năng xác định vị trí, di chuyển và sơi tái nạn nhân chỉ trong vài phút, thậm chí là vài giây.
các nhà thám hiểm được khuyến cáo là tránh hoàn toàn việc khám phá sâu hơn. Nhưng bất kỳ ai sẵn sàng cố gắng như vậy đều nên mang theo một số hình thức đánh lạc hướng như thịt để có đủ thời gian khám phá. Hiện vẫn chưa thể xác định được độ sâu chính xác của level 7, nhưng các thành viên của tổ chức BAS đã xác nhận rằng nó là một thứ kiến trúc công phu với độ sâu không thể tưởng tượng nổi. Những mảnh sợi tổng hợp trôi nổi tại vùng nửa đêm và vực thẳm cho thấy có những tấm thảm ở dưới đáy đại dương. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần căn cứ, tiền đồn và cộng đồng. Level 7 tồn tại một cộng đồng duy nhất mang tên Fort Surrender. Đây là một tiền đồn tại một hòn đảo gần nhất được ghi nhận, bao gồm một nơi trú ẩn được xây dựng một cách lộn xộn, có chứa đồ đạc bị hỏng được dính lại với nhau bằng hắc ín. Có tin đồn là những thành viên tại đây đều hết lòng tôn thờ giờ thinh ngon level 7. Cộng đồng này có số lượng các thành viên rất ít, mặc dù vẫn chưa rõ nhưng nó được cho là có số lượng từ 4 đến 9 người. Cộng đồng này được cho là cực kỳ thù địch. Lối vào level 7 duy nhất được biết đến là đi qua một cái cầu thang rẽ xuống tại level 6, nó sẽ dẫn thẳng tới sảnh của level 7. Tuy nhiên, cũng có tin đồn về một số lối vào qua vũng nước nhỏ trên sàn tại level 6. Lối thoát được phát hiện duy nhất là thông qua một cái hang động nằm ở đâu đó với độ sâu cách bề mặt đại dương khoảng 7 km. Lối thoát này đã được phát hiện bởi người dùng Reddit U/Batonius và người dùng U/Avoided. Lối thoát này sẽ dẫn tới level 8. Điều quan trọng cần phải lưu ý là không có cách cụ thể nào để quay về level 7 từ level 8 hoặc từ bất kỳ level nào khác. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.